À, chào mừng tất cả quý vị đồng nghiệp à, đến với hội nghị khoa học thường niên hội hóa Việt Nam năm 2021 online. À, tôi rất là vui trong hôm nay thì tôi được à, mời à, đến để trình bày cái vai trò của người bác sĩ trong tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. À, kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các à, quý vị đồng nghiệp, thì đây là những thông tin minh bạch thông tin của tôi à, về mâu thuẫn lợi ích. Thì kính thưa quý vị, ngày 31 tháng 5 hàng năm đó người ta gọi là ngày thế giới không hút thuốc lá. Và năm nay thì tổ chức y tế thế giới nêu ra một cái chủ đề đó là commit to quit, commit to quit nghĩa là cam kết bỏ thuốc lá. Và với cái thông điệp này thì tổ chức y tế thế giới kêu gọi tất cả các nước hãy tạo điều kiện, nâng cao cái cơ hội cho những người đang hút thuốc lá, người ta được tiếp cận Đối với những dịch vụ tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích tất cả những cái giới chức về y tế trên các nước hãy mở lên các dịch vụ tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá cho người dân. Điều đó cho thấy cái việc mà cai nghiện thuốc lá nó đã hơn bao giờ hết nó đã trở thành một cái điều hết sức là quan trọng. Thì đất nước ta Bộ Y tế cũng đã đáp ứng với cái yêu cầu này. Thì kính thưa quý vị, là ngày 17 tháng 12 năm 2019 ở đây thì là Bộ Y tế chúng ta cũng đã có cái công bố cái tài liệu hướng dẫn tổ chức tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam và tôi hết sức là vinh dự là một trong các thành viên biên soạn nên cái tài liệu này. Và ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ những cái tài liệu ấy đối với tất cả quý vị, hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ đáp ứng được lời kêu gọi của tổ chức y tế thế giới hãy giúp cái cộng đồng của mình từ bỏ hút thuốc lá nói về vai trò của người bác sĩ nói chung á thì theo à, cái à, tổ chức ở bên Canada năm 2005 người ta có một bảy cái vai trò của người bác sĩ như vậy thưa quý vị thì vai trò trung tâm của chúng ta vẫn là một nhà chuyên môn về y khoa nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải có những vai trò khác đó là những vai trò gì một vai trò của một người hành nghề chuyên nghiệp một vai trò của người à, giao tiếp đối với cộng đồng một vai trò của người hợp tác với những người khác vai trò của người quản đại lãnh đạo quản lý vai trò trong vấn đề mà à, thúc đẩy những chính sách về y tế cũng như vai trò của một người học giả và bảy vai trò đó nó cũng áp dụng hết sức là chặt chẽ đối với cai thuốc lá vậy nếu tôi được hỏi vai trò của bác sĩ trong cai thuốc lá là gì thì tôi xin trả lời là với vai trò là một chuyên gia về y tế thì người bác sĩ cần có hiểu biết sâu và rộng về tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá nếu mình là bác sĩ một việc mà giúp cho người ta cai thuốc lá biện pháp gì để cai mình không rành thì có lẽ là mình chưa làm tròn vai trò đó. Vai trò là một người chuyên nghiệp hành nghề chuyên nghiệp thì mình sẽ tham gia vấn đề tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, mình có thể tư vấn ngắn thôi, không cần phải tư vấn chuyên sâu, nhưng ít nhất mình cũng biết tư vấn như thế nào. Chúng ta trong vai trò quản lý thì chúng ta có thể quản lý quá trình tuyên truyền tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, chúng ta trong vai trò tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại thuốc lá chúng ta có vai trò hợp tác với các đối tác khác trong mặt trận phòng chống tác hại thuốc lá. Chúng ta có thể vận động ban hành chính sách liên quan phòng chống tác hại thuốc lá. Ví dụ như vào những năm 2013 quý vị, khi mà nhà nước chúng ta để đưa ra cái tiến hành mà luật phòng chống tác hại thuốc lá, tôi nhớ rằng thời điểm đó tôi đã tham gia vào đội ngũ những người bác sĩ để đi gặp những đại biểu quốc hội nhưng ở trong khu vực phía Nam, khu vực phía Bắc, để tôi nói về những tác hại của thuốc lá, về việc có lợi, có hại ở trong cái việc là ban hành cái chính sách mà cấm hút lá ở nơi công cộng. Và tôi thấy rằng cái điều đó là tôi đã góp một phần công sức mình để gây nên một cái ngọn gió để mà có lại được cái luật phòng chống tác hại thuốc lá của năm 2013. Và lúc nào tôi cũng rất vinh dự về những thời điểm đó nghiên cứu khoa học quý vị chúng ta có thể có những nghiên cứu khoa học liên can đến tác hại thuốc lá và tư vấn điều trị cai thuốc lá như vậy nếu nói tác vai trò gì thì đấy là bảy vai trò của người à, bác sĩ chúng ta gắn vô trong cái vấn đề tư vấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá thì rất là rõ ràng quý vị lại hỏi tôi ôi thật là nhiều thật ra tôi không phải là người thích công tác xã hội ôi tôi không là tôi chỉ tính tập trung chuyên môn thôi và tôi nghe cái câu tập trung chuyên môn là câu rất là thường ở các đồng nghiệp của mình. Và trong bảy vai trò này, tôi sẽ muốn tập trung vô một vai trò mà quý vị vẫn làm hàng ngày, đó là vai trò thực hành y khoa mà trong cái tổ chức y trong cái mà cái framework vừa nãy người ta gọi là professional role, đó, vai trò của một cái người hành nghề thực sự thì chúng ta nên làm cái gì? Và tôi xin trả lời rằng với tất cả các bác sĩ chúng ta ở đây có thể làm được cái vai trò tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A cho tất cả các bệnh nhân của mình. Thì như vậy đã là làm được cái vai trò của một cái bác sĩ thực hành đối với vấn đề cái nghiện thuốc lá rồi. Tư vấn 5A nó gồm 5 chữ thưa quý vị. Đó là chữ Ask, chữ Advice, chữ Assess, Assist và Arrange. Ask là gì? Ask là hỏi, hỏi để nhận diện người nào là người hút thuốc lá Advise là khuyên, khuyên người ta bỏ thuốc lá. Assess là đánh giá, đánh giá cái mong muốn người ta muốn bỏ thuốc lá hay không. Assist là hỗ trợ người ta cai thuốc lá và arrange là sắp xếp những kế hoạch, những chiến lược để giúp người muốn cai thuốc lá cai được thành công. Trong bối cảnh của ngày hôm nay, tôi sẽ đi kỹ 5 chữ A này, ngõ hầu có thể giúp đỡ được quý vị một phần nào đó trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày của mình để đem ích lợi lại cho người bệnh nhân bỏ thuốc lá. Ask, nhận diện hút thuốc lá. Vì sao chúng ta lại đặt là chữ nhận diện hút thuốc lá như là một vai trò quan trọng của người bác sĩ? Bởi vì thưa quý vị, cái cơ hội phát hiện ra người hút thuốc lá là rất cao. Có trên 70% và 1 phần 3 người hút thuốc lá gặp bác sĩ hàng năm. Có trên 70% những người hút thuốc lá muốn cai thuốc lá và 2 phần 3 người tái nghiện lại muốn cai lại trong vòng 30 ngày Có phải là dân số muốn cai thuốc lá là rất nhiều không? Như vậy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải hỏi một câu Ông bà đã có đã hoặc đang hút thuốc lá hay không? Đây là chữ A đầu tiên mà quý vị có thể thực hành ông à, Quý vị hỏi ai? Hỏi người đến cơ sở y tế Bất kể vì lý do gì vào thời gian nào, ở địa điểm nào. Đó là phòng cấp cứu, đó là phòng bệnh, đó là nơi đóng tiền xuất viện. Đó có thể là người bệnh nhân, đó có thể là người người thân của gia đình bệnh nhân. Và Tổ chức Y tế thế Giới khuyến cáo chúng ta là hãy ghi nhận lại tình trạng hút thuốc lá và xem như nó là một dấu hiệu sinh tồn thứ năm bên cạnh mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở bởi vì việc nhận diện cái vấn đề cái tình trạng hút thuốc lá của họ là thật sự có ý nghĩa để làm khởi đầu một quá trình tư vấn và làm cho tỷ lệ hút thuốc lá giảm xuống advice khuyên cai thuốc lá vì sao chúng ta lại khuyên cai thuốc lá bởi vì đa số những người hút thuốc lá xem lời bác sĩ khuyên là động cơ quan trọng để họ cai thuốc lá có thể mạnh mẽ hơn cả vợ họ, có thể mạnh mẽ hơn cha mẹ họ, bác sĩ nói thì sẽ giúp họ cai thuốc lá nhiều hơn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng bác sĩ mà khuyên cai thuốc lá thì sẽ giúp tăng 50% tỷ lệ cai thuốc lá thành công so với không khuyên. Mình mặc kệ họ họ có hút hay không, mình mặc kệ, mình không nói câu nào. Hãy rón tay làm phúc thưa các đồng nghiệp, hãy khuyên họ một lời, ông bà hãy cai thuốc lá đi. Vậy thì khi mà đưa ra lời khuyên cai thuốc lá thì nó phải có 7 cái đặc điểm sau đây quý vị, đó là rõ ràng, mạnh mẽ, tương thích, có nói đến nguy cơ, lợi ích, rào cản và lặp lại thường xuyên. Khi mà nói lên một loạt 7 cái đặc tính này, có lẽ một số quý vị cũng hơi thắc mắc nó là gì. Thì trước khi tôi đi sâu vào thì tôi chỉ chứng minh lại với quý vị là hậu hiệu quả người khuyên thuốc lá là rất mạnh. Ở đây người ta làm nghiên cứu rất là nhiều Ngẫu nhiên mù đôi có chứng nhiều nhóm Nhóm chứng 9 nhánh Nhóm bác sĩ khuyên là 10 nhánh Và cái tỷ lệ cai được Xin thưa quý vị là không có khuyên lời nào Cũng 7% người hút thuốc lá họ sẽ cai thôi Nhưng mà nếu khuyên nó thành 10 Phép nghĩa là tăng 50% tỷ lệ cai thuốc lá thành công nếu có lời bác sĩ khuyên. Thời gian khuyên quý vị, thì ở đây người ta thấy rằng nếu khuyên nhỏ 3 phút thì cũng tăng tỷ lệ được gấp rưỡi. Nhưng mà nếu tôi qua khuyên từ 3 đến 10 phút thì tăng 16% mà lớn 10 phút tăng 52%. Như vậy đối với lời khuyên thì gì? Khuyên ít cũng có hiệu quả, khuyên dài hiệu quả nhiều hơn. Thời gian khuyên tích lũy, hôm nay tôi khuyên, ngày mai tôi gặp lại tôi khuyên, tôi cộng dồn lại có được không? cứ giống như thể người ta đi làm để lương trong ngân hàng để dành cho già mà tích lũy vậy thì nghiên cứu ở đây đã chứng minh được rằng cái những lời thời gian khuyên đó tích lũy lại thì làm tăng cái tỷ lệ cai thuốc lá và càng dài chừng nào thì tỷ lệ mà cai được thuốc lá càng nhiều hơn cho nên thưa quý vị hôm nay khuyên rồi họ không cai ngày mai khuyên nữa ngày mai khuyên rồi họ không nghe ngày mốt khuyên nữa thì chúng ta sẽ thành công chớ có khuyên một lần họ không nghe thì bỏ lơ họ luôn tội nghiệp lặp lại lời khuyên lặp lại một lần thì là 12%, lặp lại 2 3 lần 16%, lặp lại 4 đến 8 lần 20,9%, lặp lại lớn 8 lần 24,7% quý vị. Cho nên cái việc quý vị lặp đi lặp lại lời khuyên cai thuốc lá đối với bệnh nhân của mình là rất tốt. Và chính vì điều đó, tôi gọi rằng bảy cái đặc tính ở trong cái lời khuyên cai thuốc lá là bảy viên ngọc rồng bảy viên ngọc rồng nó làm sao mà mình biết được làm sao biết được đó là rõ ràng mạnh mẽ tương thích là nguy cơ lợi ích rào cản và lặp lại thường xuyên thì tôi xin ra viên ngọc rồng thật và viên ngọc rồng rã, giả thật là gì anh hãy cai hẳn bỏ ngay thì đó là lời khuyên rõ ràng nhưng mà nếu chúng ta đưa ra lời khuyên bác ơi giảm hút đi thôi để bỏ từ từ đi không được không thể đưa ra lời khuyên là giảm hút thuốc lá được không thể đưa ra lời khuyên là bỏ từ từ được bởi vì lời khuyên đó không rõ ràng phải là cai hẳn bỏ hẳn bỏ ngay mạnh mẽ là gì phải cai chứ không thể là nên cai bác ơi bác thấy bệnh cũng nặng thôi nên cai đi lời khuyên nên là lời khuyên không có mạnh mẽ thưa các đồng nghiệp mặc dù có lời khuyên nói trời công bác sĩ này sổ sàng quá lại nói tôi phải cai nhưng mà cái điều này không phải do mình nghĩ quý vị mà do nghiên cứu đem lại lời khuyên rõ ràng bắt đầu bằng phải cai sẽ có hiệu quả hơn lời khuyên nên cai tương thích tương thích là gì ông bà phải cai thuốc lá vì ông vì bản thân ông vì gia đình của ông thì nó sẽ hiệu quả nó tương thích với ông này hơn là vì cộng đồng và vì xã hội Tôi nói câu này có vẻ một số quý vị có vẻ không đồng ý bởi vì mình sống vì xã hội, vì cộng đồng, vì cái gì cao cả ở bên trên. Nhưng tôi thưa quý vị, đối với việc hút thuốc lá, vì cái gì sát sườn người ta thì người ta sẽ làm hơn là vì cái gì cao cả bên trên. Người ta sẽ cai thuốc lá vì bản thân người ta, vì gia đình người ta hơn là vì một cộng đồng không khói thuốc và một xã hội lành mạnh. Nguy cơ mình phải nói rõ, cai thuốc lá gây bệnh gì cho ông? Ở đây phải nói từ gây chứ không thể là có thể gây. Nên chúng ta nói thuốc lá có thể gây ung thư phổi. Cái từ có thể đã làm yếu đi rất nhiều cái hiệu quả của lời khuyên. Mà phải nói thuốc lá gây ung thư phổi cho ông bà. Chứ không thể nói thuốc lá có thể gây ung thư phổi cho ông bà. Một số quý vị đồng nghiệp sẽ bảo với tôi là thực ra nó có thể thôi vậy thì có xác suất mà đâu có phải ai cũng hút thuốc lá cũng bị ung thư phổi đâu tôi hoàn toàn đúng thưa quý vị nhưng mà về mặt cảm xúc về mặt hiệu quả của lời khuyên thì chúng ta phải nói là thuốc giá gây bệnh chứ không thể là có thể ở đây được lợi ích thuốc lá giúp ông được cái chuyện gì cai thuốc lá giúp ông giảm được đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cai thuốc lá giúp ông giảm lực lượng đàm khạc ra mỗi ngày nếu chúng ta nói cai thuốc lá có thể làm cái này có thể làm cái kia vậy thì có thể làm và có thể không làm quý vị chứ từ có thể là từ không thể có ở trong cái vấn đề nói về lợi ích này được rào cản là thuốc lá gây cái gì thuốc lá có thể gây ông béo lên mình phải nói còn nếu mà trong cái khuyên cai thuốc lá mình không đề cập gì về tác hại cái chuyện khó chịu của việc cai thuốc lá là một lời khuyên không đầy đủ mình thà nói trước cho người bệnh nhân để người dân có một cái sự phòng ngừa thì tốt hơn lặp lại nghĩa là gì lần nào gặp bệnh nhân mình cũng nói về kiện cai thuốc lá, còn ở chỉ vài lần gặp mới nói thì đó chỉ là viên ngọc giả mà thôi. Như vậy tôi nhấn mạnh ở đây bảy viên ngọc rồng đó là phải rõ ràng, mạnh mẽ, tương thích, phải nói đến nguy cơ lợi ích rào cản và lặp lại thường xuyên thì đó là lời khuyên đối với chữ advice. Advice phải như vậy. Assess là đánh giá quyết tâm. Tại sao lại đánh giá quyết tâm? Tại vì quyết tâm cai thuốc lá là yếu tố quan trọng nhất trong công thức cai thuốc lá thành công. Người ta nói vật chất quy định ý thức Riêng trong cai thuốc lá này Quyết tâm lại là quan trọng nhất Tức là làm sao chúng ta sẽ hỏi Ông bà có muốn cai thuốc lá không Và hỏi câu đó cho mọi người đang hút thuốc lá Và đánh giá quyết tâm cai Sau khi quyên cai thuốc lá Chứ không phải làm ngược lại Tức là mình vô mình gặp người ta mình nói ông bà phải cai thuốc lá đi rồi sau đó mới hỏi là có muốn hay không. Chứ đừng có nói là ông bà có muốn cai không. Người ta nói muốn mình mới nói khuyên. Không được. Theo thứ tự của năm a phải là khuyên trước và đánh giá sau đây là cái công thức thành công cai thuốc lá thưa quý vị quyết tâm ở giữa và quyết kiến thức quyết tâm và sự hỗ trợ rất là nhiều bác sĩ biết được rằng thuốc lá là có hại cho sức khỏe nhưng bác sĩ đó hút thuốc lá rất nhiều đặc biệt tôi xin lỗi là một số đồng nghiệp ngoại khoa mô mổ, mổ xong chạy ra phì phèo rất là nhiều điếu thuốc lá vô trong phòng trực nghe toàn mùi thuốc lá mà thôi đấy hỗ trợ là sao hỗ trợ là chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân cho thuốc cai thuốc lá cái này nọ cái kia nhưng mà vẫn không bằng được cái quyết tâm cái quyết tâm là cái quan trọng nhất bởi vì sao bởi vì ở trong cái cai nghiện thuốc lá nó có một cái gọi là giai đoạn trưởng thành cái quyết tâm cai thuốc lá từ cai thuốc lá thờ ơ không hề biết về tác hại đến lúc thành công thì nó trải qua những giai đoạn có ý định chuẩn bị cai thuốc củng cố tái nghiện và thành công và sự biến chuyển của các giai đoạn này nó đều do quyết tâm của con người ta làm nên quý vị hỏi tôi vậy thì quyết tâm được hình thành bởi gì thì quyết tâm thực ra được hình thành bởi cán cân lợi và hại giữa chuyện hút thuốc lá và cai thuốc lá. Tôi hút thuốc lá bởi vì tôi hút thuốc lá thì có lợi, bởi vì cái cai thuốc lá thì có hại cho nên tôi hút. Ngược lại tôi cai thuốc lá vì có lợi khi cai hoặc là vì tác hại khi hút thì tôi cai. Như vậy là sự đấu tranh của các mặt đối lập ở đây đã quyết thành cái quyết tâm của con người ta. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng các giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai thuốc lá nó cũng tùy thuộc vô cái điều mà họ biết. Họ biết về lợi ích của hút thuốc lá, họ biết về tác hại của hút thuốc lá, họ biết về lợi ích của cai thuốc lá, họ biết về tác hại của cai thuốc lá. Đó là bốn cái thành tố mà khi chúng ta mà đánh giá quyết tâm cai thuốc lá chúng ta có thể nhìn thấy được và chúng ta tìm cách tư vấn được cho họ. Nói về hỗ trợ cai thuốc lá. Hỗ trợ cai thuốc lá thì thực ra là khi mà bác sĩ hỗ trợ cai thuốc lá nó sẽ giúp tăng tỷ lệ cai thuốc lá thành công bởi vì sao vậy bởi vì khi tôi hỗ trợ cai thuốc lá thì giống như tôi vừa mới trình bày hồi nãy tôi thấy cái người mà người ta chỉ biết về lợi ích của hút thuốc lá thôi thì tôi sẽ khuyên cho họ về tác hại của hút thuốc lá cái người đã biết tác hại của hút thuốc lá rồi Thì tôi sẽ khuyên cho họ về lợi ích của cai thuốc lá Người đã biết về lợi ích của cai thuốc lá rồi Tôi sẽ khuyên cho họ về những khó chịu khi cai thuốc lá Để mà họ có sự chuẩn bị một cách phù hợp Như thế tôi đã là tăng cường cái quyết tâm Và duy trì quyết tâm cai thuốc lá của họ theo thời gian trong lúc hỗ trợ cai thuốc lá, tôi có thể giảm nhẹ các khái, các cái khó chịu của hội chứng cai thuốc lá cho họ và đó là lý do vì sao bác sĩ phải tham gia hỗ trợ cai thuốc lá ở đây chúng tôi sẽ đề nghị ông bà cho phép tôi hỗ trợ ông bà cai thuốc lá nhé và xin thưa là bất kể mức độ am tường kỹ thuật cai thuốc lá của bác sĩ là nhiều hay ít thì tôi cũng đề nghị tất cả các bác sĩ các đồng nghiệp hãy nói câu này nếu các quý, vị mà am tường kỹ thuật cai thuốc lá thì sau khi nói quý vị kê toa cái thủy cho thuốc các chị tư vấn còn nếu các vị không mà am tường cái vị nói xong người ta đồng ý thì các vị chuyển đến những người chuyên về tư vấn cai thuốc lá thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều thì đây hiệu quả của hỗ trợ cai thuốc lá rất là rõ ràng một bên là dùng thuốc một bên dùng thuốc và tư vấn thì quý vị thấy nếu mà chỉ dùng thuốc không có tư vấn gì hết thì tỷ lệ cai được là 21,7% nhưng mà vừa thuốc vừa tư vấn thì cai được 27,6%. Dùng tư vấn và thuốc so với tư vấn đơn thuần, đây là tư vấn đơn thuần thì được 14,6%, nhưng mà thuốc và tư vấn thì được 22,1%. Nghĩ là nếu chúng ta hỗ trợ bệnh nhân bằng cách vừa tư vấn vừa dùng thuốc thì tỷ lệ tư tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thành công được 22,1% quý vị sẽ nói tôi rằng đó là những điều xảy ra ở trên nước ngoài Còn ở nước Việt Nam thì như thế nào thì khi mà tôi mà đi ở Pháp về thì tôi học về cái tabacology là một trong các điều mà tôi học bên cạnh cái à, rối loạn giấc ngủ đó thì tôi học về cai thuốc lá thì khi tôi về nước vào năm 2005 thì tôi triển khai tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì quý vị thấy đây nó chỉ hỗ trợ tư vấn đơn thuần thì sau 10 thì cái số lượng bệnh nhân của tôi cai được thuốc lá cũng đến 20 mấy phần trăm trong một năm người ta không hút thuốc lá còn nếu chúng tôi mà dùng hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá dùng nicotine thay thế thì tỷ lệ cai nghiện của họ lên được 28%. Còn nếu chúng tôi dùng hỗ trợ mà dùng thêm bupropion thì tỷ lệ của nó lên được 29%. Đó là kết quả của năm 2000 năm 2007 là nơi mà khi chúng ta thuốc men không có đủ. Sau đó mà khi có cái thuốc bupropion rồi thì chúng tôi dùng tư vấn và cai thuốc lá bupropion thì như vậy là là trong vòng 9 tuần thì có thể hai được đến 60% quý vị. Đó và trong đó có tác dụng phụ là thèm ăn, này, khó tập trung, lo lắng và có một số tác dụng phụ. Đến năm 2012, chúng tôi lại tiếp, tiếp tục điều trị nữa. Lúc bây giờ chúng tôi có cái thuốc Varenicline, thì 190, 193 người trong vòng 12 tuần và tỷ lệ cai thuốc lá được trong 10 của trong cái nghiên cứu chúng tôi là 45%, hai người được một các anh chị. Thì như vậy thì những cái điều đó cho thấy rằng nếu chúng ta can thiệp thật sự, vô hỗ trợ thực sự cho bệnh nhân đó, thì rõ ràng là họ sẽ thành công trong tư vấn cai thuốc lá chứ không phải là không. Tôi đến cái chữ cuối là chữ arrange là sắp xếp để theo dõi cai thuốc lá. Thì cai thuốc lá đã khó nhưng mà duy trì cái thành quả của cai thuốc lá nó lại còn khó hơn nữa. Nó đòi hỏi một sự hỗ trợ lâu dài và liên tục. Và như vậy thì lúc này sao? Phải tùy theo cái đặc điểm của người hút thuốc lá mà chúng ta lập kế hoạch theo dõi điều trị phù hợp. Chúng ta xem cái mức độ quyết tâm cai thuốc lá của đương sự như thế nào. Nếu thấp quá thì chúng ta sẽ tư vấn cho nó cao lên. Mà ở đây chúng tôi gọi là tư vấn tăng cường quyết tâm cai thuốc lá của người bệnh nhân. Chứ không phải là bệnh nhân không muốn cai thuốc lá là ta bỏ họ luôn không, họ không muốn cai thì phải tư vấn cho họ muốn cai. Thứ hai chúng ta sẽ coi về cái mức độ và phân loại nghiện thuốc lá của đương sự là gì. Họ là nghiện nặng hay nghiện nhẹ, họ là nghiện về thực thể, nghiện về hành vi hay là nghiện về tâm lý mà thôi và tùy từng loại đó chúng ta sẽ có và mức độ và phân loại khó chịu của ca thuốc lá có người ca thuốc lá thì mập lên có người ca thuốc lá thì cáu lên có người ca thuốc lá thì là bực bội khó chịu thì tùy từng loại như vậy chúng ta sẽ có những điều trị phù hợp lẽ dĩ nhiên tôi cũng không nghĩ rằng là các quý vị sau cái bài trình bày này quý vị có thể làm được những việc này nhưng chí ít các quý vị cũng hiểu được rằng trong các bác sĩ của mình có làm, có những người có thể đi có cái sự đam mê, có cái sự say xưa làm về việc cai thuốc lá đó và có thể giúp ích được những điều đó thì quý vị chuyển họ đến những đồng nghiệp của mình đó cũng là rón tay làm phúc rồi ạ à. Vậy sắp xếp theo dõi cai thuốc lá như thế nào? Thì đầu tiên chúng tôi đánh giá ban đầu của bệnh nhân nếu như người ta đã cai đã muốn cai thuốc lá rồi thì dễ rồi thì hãy kê toa cai thuốc lá cho bệnh nhân đi à, và tư vấn thực hiện cai thuốc lá nếu họ thuận lợi thì thôi thành công quý vị nhớ rằng là có một cái tỷ lệ rất là lớn thành công theo con đường này chứ không phải là ít đâu ạ à. còn nếu mà họ đánh giá ban đầu hỏi họ muốn cai thuốc lá chưa họ nói chưa muốn chưa muốn thì sao thì chúng ta tăng cường à, tư tư vấn chuyên sâu cho họ và bằng cách là chuyển qua tư vấn chuyên sâu. ví dụ trong bệnh viện nhân dân gia đình chúng tôi làm việc thì có một cái phòng gọi là phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thì những trường hợp khó thì cứ chuyển tới phòng đó hoặc là ở nơi tôi làm việc ở phổi việt thì chúng tôi cũng có bác sĩ các bác sĩ phổi việt là vừa chuyên về hô hấp mà vừa chuyên về tư vấn điều trị cái nghiện thuốc lá luôn nếu như bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có hút thuốc lá hoặc bệnh nhân có những bệnh khác hoặc là bệnh nhân chỉ đến đó vì cái thuốc lá thôi thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn cai thuốc lá cho những cái này và tôi hy vọng trong thời gian sắp tới nếu quý vị mà có nhu cầu và bệnh nhân có nhu cầu mà quý vị chưa thể tư vấn cai chuyên sâu cho họ được thì mong quý vị là chuyển bệnh đến chỗ của chúng tôi cái này không phải là quản cáo đâu mà thực sự là vì lợi ích của người bệnh nhân để họ có thể cai được thuốc lá thì nhờ quý vị hãy chuyển tới. Vậy thì khi mà họ đã đồng ý cai thuốc lá rồi thì những cái thuốc gì chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân được? Ở đây á là những cái miếng dán đây là những cái miếng dán trên thị trường quý vị có thể mua được. Cái gì có thể nói với tôi là thuốc có nhập khẩu chính thức chưa hay là thị trường tự do như thế nào thì à, tôi cũng không có đi sâu về chuyện đó nhưng tôi biết chắc chắn một điều là chúng ta có thể mua được tất cả những cái thuốc cai thuốc lá này trên thị trường Việt Nam và ở một số nhà máy ở Việt Nam mình cũng đã bắt đầu những sản xuất những cái sản phẩm mà cai nghiện thuốc lá nicotine nhai và nicotine dán này rồi và cái giá cả của nó cũng rẻ chứ không có mắc gì đâu. Vì chúng ta biết thì chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân được. Ở nước ngoài thì những những cái sản phẩm cai thuốc lá nicotine thay thế này là bán qua quầy ở trong siêu thị ai vào siêu thị mua cũng được không cần ta bác sĩ à chúng ta có những cái chế phẩm này và có những cái chế phẩm nhai ví dụ như những viên 2 mg, 4 mg như thế này để cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ nắm để mà cho. Thì đây là những hình ảnh mà quý vị có thể thấy và trên thị trường có thể mua được một cách dễ dàng. Thì liều khởi đầu quý vị thì chúng ta sẽ chưa cần mình là bác sĩ chuyên khoa mà cai thuốc lá gì hết thì chúng ta sẽ coi số điếu một ngày bệnh nhân hút là bao nhiêu, nhỏ hơn 10 điếu, 10 đến 20 điếu, 20 đến 30 và lớn hơn 30. Còn ở đây là sau khi thức dậy bao lâu, lớn 60 phút từ 30 đến 60 phút từ 3 6 đến 30 phút và nhỏ hơn 5 phút thì chúng ta cộng điểm lại ha. Đây đây là 0 1 2 3, bên này là 0 1 2 3. Nó cộng điểm chéo lại, không điểm thì không điều trị. Một điểm thì chúng ta kê cho bệnh nhân viên nhai hoặc là không cần điều trị cũng được. Nhưng mà nếu là hai điểm thì chúng ta cho viên nhai, 3 điểm thì chúng ta cho một miếng dán lớn, 4 điểm thì cho một miếng dán và cộng thêm miếng dai khi bệnh nhân cần. 5 điểm thì cho một miếng dán lớn cộng viên nhai còn 6 điểm thì cho một miếng nhắn lớn, một miếng nhắn vừa cộng viên nhai. Thì đó là những cái khuyến cáo rất là đơn giản chúng ta có thể sử dụng với cái nicotine thay thế này. Thì khi chúng ta cho bệnh nhân nicotine thay thế thì chúng ta xem thử là đủ chưa? Nếu mà chưa đủ liều thì bệnh nhân sẽ vẫn còn có thôi thúc muốn hút thành từng đợt, kích thích bức rớt. Mấy ngày đầu thì cảm thấy khó tập trung, sau thì nó bớt dần tăng liều lên thì bệnh nhân giảm triệu chứng cai nghiện rất là rõ và như vậy thì đặc biệt là những cái trường hợp này chúng ta phải theo dõi kỹ để tăng liều ngay những ngày đầu tiên và nếu những người bệnh nhân mà có triệu chứng cai kéo dài đặc biệt là những người nghiện thực thể nặng á, tức là hút hớn lớn hơn 30 điếu một ngày và có cái chuyện là vừa mới thức dậy là hút thuốc lá liền trong vòng 5 phút đầu tiên tức là lớn 6 thì cũng sẽ tăng liều ngay trong 48 giờ còn triệu chứng quá liều là gì là nó không có triệu chứng cai gì cả không có thèm thuốc gì cả ngay đầu đầu tiên thì bệnh nhân cảm thấy hơi buồn nôn mệt lã có tim đập nhanh có nhức đầu có cảm giác đắng miệng như là mình đã đã hút thuốc lá rất là nhiều bệnh nhân mất ngủ nặng có thể có tiêu chảy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giảm liều thì chứng nó giảm ngay nhưng mà điều mà may mắn thì tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị đồng nghiệp là triệu chứng quá liều nó rất là ít khi gặp thông thường là không đủ liều nicotine thôi nên quý vị cứ bình tĩnh mà sử dụng nicotine thay thế cho người bệnh nhân của mình thời gian điều trị và chỉnh liều nicotine thay thế thì chúng ta dựa vào cái thông số là cảm giác thèm thuốc lá của bệnh nhân còn thèm thì tăng liều hết thèm thì tự giảm liều và theo dõi chuyển đổi cái liều mà dán 16 giờ qua 24 giờ thế nào khi mà bệnh nhân thèm thuốc thì vừa mới thức dậy buổi sáng thì chúng ta dùng cái miếng dán liều 24 giờ còn nếu như bệnh nhân ngủ ban đêm mà thấy mất ngủ ác mộng thì chuyển qua liều dùng 16 giờ chuyển thuốc nhai hay thuốc dán thì nếu bệnh nhân hút vì thích thú tức là tôi hút lên để nó hưng phấn khoái lên thì tôi dùng thuốc nhai nhưng mà hút vì sợ bởi vì khi mà không hút thì tôi cảm thấy bồn chồn khó chịu kích thích bức rứt thì nếu hút vì sợ chúng ta dùng thuốc dán thì như vậy á thì để kết luận trong cái bài trình bày này thì tôi xin thưa rằng cái người bác sĩ thì có bảy vai trò then chốt trong cai thuốc lá đó là những vai trò về cái chuyên gia trong cái vấn đề về thuốc lá đó là vai trò về những cái người thông tin với cộng đồng về tác hại của thuốc lá, đó là những người vai trò là cộng tác với những người khác để mà làm giảm nhẹ tác dụng của thuốc lá, đó là vai trò quản lý những hoạt động tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, những quản lý những cái hoạt động làm giảm nhẹ gánh nặng của thuốc lá. Đó là vai trò của người mà ủng hộ chính sách khuyến khích chính sách để mà chính phủ thông qua những cái điều luật mà có thể cai nghiện thuốc lá được cho ngoài cộng đồng đó là vai trò của người học giả để tiến hành những cái nghiên cứu khoa học về tác hại của thuốc lá, về những hiệu quả của việc tư vấn điều trị, cai nghiện thuốc lá như thế nào. Và cuối cùng là một cái vai trò nghề nghiệp, tức là professional đó, là thực hành trong vấn đề tư vấn cai nghiện thuốc lá. Đối với vai trò này thì cái vai trò thực hành nghề nghiệp liên quan đến cai nghiện thuốc lá nó thể hiện qua vai trò tư vấn 5A. 5A đó chính là chữ ask đó là nhận diện những người hút thuốc lá bằng cách hỏi ông bà có đã và đang hút thuốc lá hay không. Câu thứ hai, chữ A thứ hai là advise là khuyên cai thuốc lá với bảy viên ngọc rồng, đó là lời khuyên thuốc lá rõ ràng, mạnh mẽ, tương thích, có nói đến nguy cơ, lợi ích, rào cản và lặp lại thường xuyên cái chữ a thứ ba tức là đánh giá đánh giá quyết tâm cai thuốc lá bằng cách hỏi ông bà có muốn cai thuốc lá hay không bởi vì muốn cai thuốc lá hay không nó ảnh hưởng đến giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai thuốc lá của người đó cái quyết tâm cai thuốc lá của một con người được ảnh hưởng bởi bốn yếu tố đó chính là biết về lợi ích của hút thuốc lá biết về tác hại của việc hút thuốc lá lợi ích của việc cai thuốc lá tác hại của việc cai thuốc lá, đó là sự đấu tranh của các mặt đó và chính là những điều mà chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân để làm tăng cái quyết tâm cai thuốc lá của họ. Chúng ta sẽ hỗ trợ cai thuốc lá cho họ, bởi vì người bác sĩ mà hỗ trợ cai thuốc lá cho người bệnh nhân của mình sẽ làm tăng tỷ lệ cai thuốc lá của họ lên ít nhất 50%, có những biện pháp hỗ trợ có thể nói từ tư vấn tâm lý để tăng cường tăng trường và duy trì quyết tâm cai thuốc lá và những thuốc để làm giảm nhẹ những cái tác dụng phụ của quá trình cai thuốc lá chúng ta sẽ sắp xếp để theo dõi cai thuốc lá cho bệnh nhân nếu bệnh nhân muốn cai thuốc lá thì kê cai thuốc lá cho họ liền nếu họ chưa muốn cai thuốc lá thì hãy tư vấn để tăng cường quyết tâm cai thuốc lá cho họ và quý vị hãy nhớ rằng bên cạnh quý vị vẫn có những người bác sĩ ví dụ như tôi là những người rất là đam mê rất là say sưa về vấn đề tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và nhiều đồng nghiệp khác nữa quý vị có thể gửi bệnh đến cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho người bệnh nhân cai thuốc lá thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị cuối cùng thì tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp xin chào quý vị